Mộng Thu hiện đang ở tại làng dưỡng lão Tuổi Hạc ở Vaughan, và hôm nay Mộng Thu có mặt ở đây với chị Nguyễn Thị Thanh Nhã, CEO của làng dưỡng lão, và chị Tuyết Trinh, trưởng ban tổ chức, và chị Tuyết Sương. Xin chào các chị. Thanh Nhã, chị có thể cho Mộng Thu biết làng dưỡng lão đã hoạt động từ bao lâu? Thanh Nhã từ làng dưỡng lão Tuổi Hạc xin cảm ơn Việt Life TV thật nhiều, và cảm ơn chị Mộng Thu đã đến đây, cũng như là Tuấn đã đến đây để mà thâu cái màn phỏng vấn này để mà quảng bá cho chương trình Xuân Cho Tuổi Hạc 9, là cái chương trình dạ vũ dạ tiệc sắp tới gây quỹ để mà xây dựng làng dưỡng lão. Thì để trả lời câu hỏi của chị Mộng Thu, thì là Nhã xin nói rằng là cho tới giờ phút này thì làng dưỡng lão đã có được những cái bước tiến rất là khả quan, rất là tốt đẹp. Thành ra Nhã cũng xin thông báo với cộng đồng biết rằng là với ba cấp chính quyền thì thành phố Brampton đã cho mình miếng đất 5 mẫu để mà mình xây là dưỡng lão Tuổi Hạc với ba khu vực. Khu vực thứ nhất là khu vực long term care, là khu vực chăm sóc dài hạn với 160 giường. Thì khu vực này chúng ta làng đã được Bộ Ministry of Long Term Care, là bộ chăm sóc dài hạn của tỉnh bang Ontario, tài trợ cho làng là 60 triệu để mà xây cái này, và làng đã nhận được tổng account của làng là 6.480.000 từ bộ Long Term Care, và mình cũng đã bắt đầu xây dựng vào tháng 9 năm 2023, và mình sẽ với cái tiến trình là mình sẽ xong và mời quý bác công niên vào ở vào cuối năm 2025 hoặc là đầu năm 2026. Em chúc mừng làng. Làng đã được xây dựng từ năm mấy hả chị? Làng đã bắt đầu xây dựng và register và ghi danh với CRA như là một cái hội đoàn từ thiện và không có profit từ năm 2023, và được có giấy khai thuế năm 2013, và đã có được chứng nhận để mà có thể cấp giấy khai thuế cho tất cả quý vị nào mà muốn ủng hộ cho làng vào năm 2014. Thưa chị vừa nói là năm 2025, có thể vào năm 2025 thì làng sẽ tổ chức, sẽ chính thức mở cửa cho long term care. Còn hai cái khu vực kia thì chừng nào làng sẽ bắt đầu làm khởi công? Hiện bây giờ đó thì hai khu vực kia là cái nhà ở tự túc, tức là affordable housing cho quý bác cao niên, và cái trung tâm văn hóa / sinh hoạt cho cộng đồng Việt Nam của mình đó. Thì hiện bây giờ cái hai cái khu vực đó là mình cần khoảng 80 triệu. Thì hai cái khu vực đó thì mình cũng đã xin rất là nhiều nơi để mà có thể có tài chánh. Bởi vì như là quý vị cũng biết, cộng đồng của chúng ta nói chung là qua đây mình vừa ít mà mình cũng không có được nhiều tài chánh như những cái cộng đoàn khác. Thành ra là dù là bao nhiêu lần gây quỹ trong 10 năm vừa qua thì là dưỡng lão chỉ được gây quỹ được trên dưới khoảng từ 2,5 triệu tới 3 triệu. Thì cái đó không có thấm thía gì vào một cái dự án mà tổng cộng chi phí cho cả ba khu vực là khoảng 150 triệu. Thành ra mình bắt buộc mình phải vận động với ba cấp chính quyền. Thì cái phần mà nhà ở tự túc và trung tâm văn hóa đó thì mình cần 80 triệu, và mình đã vận động được với tất cả các cấp chính quyền, nhất là CMHC, tức là một cái công ty của liên bang, mà họ cho là, nhưng mà mình thiếu 7.8 triệu. Thì tất cả các cái tài chính này, nhất là của CMHC, là họ sẽ cung cấp nhiều tiền nhất cho mình đó, thì họ không có thể đưa tiền cho mình trước khi mình phải chứng minh cho họ là mình có cái 7.8 triệu đó để mà bắt đầu xây dựng. Thành ra là làng cũng đang cố gắng rất là nhiều để làm sao có được cái 7.8 triệu này, và mình cũng đã liên lạc với rất là nhiều các cơ quan để mà giúp. Thành ra cái phần 7.8 triệu, nếu mà cộng đồng chúng ta có những vị đại gia trong cộng đồng mà quan tâm tới quý bác cao niên của chúng ta và quan tâm tới cái dự án này, thì có thể là ủng hộ hoặc là có thể cho mượn không lãi để mà làng dưỡng lão có thể bắt đầu xây dựng trong năm nay cho hai cái khu vực đó luôn.
Chị chưa vừa nói là mình đã gây quỹ được hơn 2 triệu, bây giờ mình cần khoảng 5 triệu hơn để mà mình, hay là mình cộng còn thêm 7 triệu mấy nữa. Dạ, tại vì cái 2 triệu mấy kia đó là trong cái khoảng thời gian vừa rồi mình đã chi những cái số tiền đó để mà mình vận động mình tất cả mọi thứ, thành ra là cái 7.8 triệu này là cái mà bây giờ mình cần để cho để mà mình xây dựng cái. Nếu mà mình xây dựng cái affordable housing được, nếu mình gây kiếm được số 7.8 triệu này thì khoảng bao lâu mình sẽ bắt đầu sẽ xây dựng xong và mình sẽ bắt đầu có thể còn những cái bác công nhân có thể về ở được. Dạ. Yeah. Thì hiện bây giờ đó là coi như là cái công ty kiến trúc đã vẽ đồ án, tức là vẽ mấy cái dự án để cho cái khu vực affordable housing rồi. Thành ra là khi mà bây giờ nếu mà mình có tiền thì mình phải cần một cái thời gian để mình xin tất cả những cái permit của thành phố. Thì mình nghĩ rằng là trễ lắm, nếu ngay bây giờ mình có tiền thì khoảng giữa năm, hoặc là trễ lắm là tới cuối năm nay mình sẽ bắt đầu xây dựng. Và mình xây dựng thì trong vòng 2 năm mình sẽ có thể cho các bác công nhân vào ở. Thực sự ra cái khu vực này đó rất là cần thiết, tại vì khu vực này là quý bác vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn có thể enjoy life. Mấy bác trên 65 tuổi muốn được ở chung với bạn bè của mình cùng lứa tuổi, muốn được chia sẻ những cái niềm vui, muốn được ăn uống theo người Việt của mình, thì mấy bác sẽ vô ở cái khu mà nhà ở tự túc. Thì hiện bây giờ làng có tổng cộng là 600 vị cao niên ghi danh để vào ở trong cái khu nhà ở tự túc này. Nhưng mà khi mình xây thì cái khu nhà ở này chỉ có xây là 140 cái unit thôi. Thành ra 140 thì nếu mà có những cái unit có 2 người ở đó thì cũng cao lắm, thì cũng được 200 tới 250 quý bác thôi, chứ không được nhiều hơn. Thì mình nói với mấy bác rằng là mình sẽ theo thứ tự ghi danh của quý bác mà đưa quý bác vào, chứ mình không có một cái lối nào khác để mà người này được vô mà người kia không có được vô. Thành ra là mình sẽ lấy theo cái thứ tự của mấy bác ghi danh với làng. Thì để mà thật sự mà giữ chỗ đó thì quý bác cao niên đôi lúc ghi tên không thôi với làng đó, mà không có một cái bằng chứng nào để mà nói rằng là tôi thật sự là muốn vào. Thì làng có đưa ra là quý bác nào mà thật sự mà muốn vào cái khu vực tự túc đó, nhà ở tự túc đó, thì hãy cho làng mượn không lãi 5.000 để giữ cái chỗ. Thì hiện bây giờ thì mình có trên 100 quý vị cao niên đã cho làng mượn 5.000 để mà quý vị giữ cái chỗ ở trong cái khu tự túc. Thành ra hiện bây giờ thì mình vẫn còn một số chỗ. Thành ra quý vị cao niên nào mà thực sự muốn vào ở cái khu vực tự túc của trong làng dưỡng lão thì xin liên lạc với làng để mà ghi danh giữ cái chỗ và cho làng mượn 5.000 không lãi. Cảm ơn chị. Và hôm nay mà chúng ta có mặt ở đây để mà chúng ta giống như là quảng bá cho cái chương trình Xuân cho tuổi Hạt chính, thì chị Trúc Trinh, chị là trưởng ban tổ chức, chị có thể cho khán thính giả biết cái chương trình này như thế nào, sẽ chừng nào nó sẽ ra có bữa tiệc, sẽ ra tổ chức ở đâu và nó thời điểm như thế nào chị? Dạ, trước tiên là Trinh và chị Sương đó là đồng trưởng ban, chị Tuyết Sương và đã giúp làng năm nay, cảm ơn chị. Cảm ơn Việt Live, cảm ơn chị Mộng Thu hôm nay. Chương trình Xuân cho tuổi Hạt chính sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 23 tháng 3 và chị Sương sẽ nói cho mình nghe. Cho chị nói về cái vấn đề này, tức là chương trình tuổi Hạt, Xuân cho tuổi Hạt chính của mình năm nay là sẽ tổ chức vào March 23 tại một cái hí viện sang trọng. Thì cái này á, là sẽ có những các ca sĩ, coi như là các ca sĩ chính á, là Hồ Lệ Thu và Lương Tùng Quang, và các ca sĩ mà của Tôn Tô mình ở đây là có Phạm Trí, Phương Anh và Quỳnh Chiêu. Thì mình sẽ tổ chức vào ngày Saturday March 23 và reception lúc là 6 giờ và dinner là 7 giờ tối. Làng mình đó thì mỗi năm có 2 lần gây quỹ chánh, thì tháng 9 là tiếng Hạt quê hương và tháng 3 là Xuân cho tuổi Hạt, và năm nay là Xuân cho tuổi Hạt lần 9. Ca sĩ mỗi năm
thật sự là một vấn đề chung của nhóm luôn. Chị Thanh Nhàn là cái người mà phụ trách, thì mỗi năm á, là nhóm sẽ đưa ra những cái ca sĩ nào mà làng nên mời để cho thích hợp với tiêu chí, thích hợp với cái thời điểm. Cũng có khá nhiều là ý kiến, nhưng mà năm nay đó thì chị Hồ Lệ Thu với lại Đương Tùng Quang là được chọn và hai anh chị sẽ đến. À, những cái bài hát á, thì chị Thanh Nhàn đang làm việc với hai ca sĩ này và sẽ bảo đảm là những cái bài hát rất là hay. Và nhạc dance á, thì thật sự có thể hát nhạc gì cũng được, đúng không chị? Nhạc buồn, rồi nhạc vui, rồi nhạc nhanh, rồi nhạc chậm. Thành ra nóng bỏng thì tốt hơn là không nóng bỏng ha. Đúng rồi. Mà tôi thấy hai người này hát là chắc là nhảy đầm là tưng bừng rồi đó. Là nếu quý vị nào mà thích nhảy đầm là phải đi cái show này. Vì nó rất là nhộn nhịp. À, thấy hai ca sĩ này là tôi biết là rất là nhộn nhịp rồi đó. Rồi nhảy đầm chắc là sẽ nhảy suốt đêm rồi đó. Và sau khi chúng ta có một buổi dinner ăn rất là long trọng thì chúng ta sẽ có một buổi dance rất là nóng bỏng, phải không? Với hai ca sĩ nổi tiếng này. À, cùng với ban hai ca sĩ này thì chúng ta có MC là Thanh Tâm và MC là chị Quân Quyên và ba ca sĩ local của tại Tông Tô chúng ta. Thì anh Phạm Trí nè, chị Phương Anh nè, chị Quỳnh Chiêu nè và ban Liberty Band sẽ có mặt để mà phối hợp với ban nhạc và ca sĩ. Thì cái vé bán này năm nay là bao nhiêu tiền và ai là chịu trách nhiệm nếu mà mình cần phải liên lạc, cũng như là cần sponsor thì các chị có thể cho khán giả biết là mình có thể liên lạc với ai để mà mình biết, để mà mình mua vé mà mình sponsor. Chương trình thì ngày 23 tháng 3 chỉ còn dưới một tháng một chút xíu, coi như là còn một tháng nữa thôi. Vé thì đang bán. Rất là cảm ơn những cái nhà bảo trợ đã bảo trợ cho làng, cho chương trình này. Và poster của làng đó cũng đã có đủ thông tin của những người đang bảo trợ. Nhưng mà làng cũng rất là mong, vì cái chương trình là mục đích gây quỹ, cho nên mình bán vé đó thì mình có chi phí thì mình cũng gây quỹ được một ít. Nhưng mà phần chủ chốt, chị Nhã và chị Dương, là nó sẽ đến từ sponsorship. Thành ra hôm nay đó là cũng rất là mong thông qua việc live chị Mộng Thu với anh Tuấn nhóm ở đây, thì những cái business, những cái công ty có thể là bảo trợ cho làng, thì qua đó, đó là mình sẽ nhận được những cái quảng bá thích hợp và mình nhận được vé mời. Và một số trường hợp là mình có cái tax receipt tùy theo cái mức độ mà mình sponsor cho làng. Rồi vé thì có hai cấp loại vé mà mình đang bán á, là vé Gold là giá là 150 đồng một vé và vé Regular là 120 đồng một vé. Bên bán vé thì trên poster đó mình có ghi là số của anh Sĩ Minh 416-722-3677, số của Trinh 647-778-7929. Cảm ơn chị nhiều. Và Mộng Thu cũng đã từng đi đến những cái buổi tổ chức của tuổi Hạc. Và Mộng Thu thấy rằng rất giống như chị nói, những cái sweet table em rất là mê. Tại những nó có những cái macarons rồi rất là ngon. Em mỗi lần em đi là em trôn mấy cái em ăn. Tại em rất thích macarons. And cái đó thực sự nó khó mà rất là ngon, bởi vì cái chị làm cái đó đó không có bán ở ngoài mà chỉ có ở làng Những Lão, mỗi lần mỗi năm đi chỉ có đó thôi, thì chỉ có cơ hội duy nhất cho em trôn thôi là ở đó thôi. Cho nên nhưng mà em hiểu cho ban tổ chức, bởi vì quý vị biết không, khi quý vị đã tổ chức, đã từng tổ chức thì quý vị sẽ biết rằng cái tiền của cái hall nó rất là mắc, và những cái chi phí tổ chức á, nó rất là mắc. Thường á, thì những ban tổ chức họ tổ chức á, không bao giờ lời, vì là may lắm, nếu mà họ may lắm là lấy lại break even, lấy lại cái giá, cái tiền mà họ bỏ vô. Còn cái tiền mà quý vị đến đó vừa mua vé số hay ủng hộ, đấy là những cái tiền mà ban tổ chức có thể gây quỹ được thôi. Còn những cái chi phí này nó không bao giờ lời. Thành ra cái sự ủng hộ của quý vị nó rất quan trọng cho làng Những Lão, bởi vì nó sẽ là cho chúng ta một cái làng Những Lão mà chúng ta rất cần cho người Việt. Và để đây cũng để cho chúng ta thấy cái thể hiện của một cái cộng đồng Việt Nam chúng ta. Chúng ta có ở đây đã gần 30 năm, 40 năm hơn rồi, mà chúng ta là chưa có một cái trung tâm văn hóa nào, chưa có một cái làng Những Lão nào riêng cho người Việt này. Cho nên sự hiện diện của quý vị rất là quan trọng, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và Mộng Thu mong rằng quý vị sẽ ủng hộ làng Những Lão trong chương trình tuổi Hạc xuân chính này, và luôn sẽ ủng hộ làng Những Lão trong tương lai.